À, kính nhờ quý đồng đạo chia sẻ giùm, người tu nói điều gì mình không biết thì có mang tội vọng ngữ không? Rất cảm ơn. Đó là chị Nguyễn Thị Mười Đạt hỏi, kính nhờ quý đồng đạo chia sẻ giùm, người tu nói điều mình không biết thì có mang tội vọng ngữ không? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính chào lại đạo tràng. Và đồng đạo Nguyễn Thị Mười Đẹt ha. Đồng đạo Nguyễn Thị Mười Đẹt có hỏi một cái câu hỏi ý qua cái mệnh đề thứ ba. Và cái điều này thì nó chắc chắn rồi chứ còn hỏi gì nữa đồng đạo. Bởi vì đồng đạo hỏi kính nhờ quý đồng đạo chia sẻ giùm coi người tu nói điều mình không biết thì có mang tội vọng ngữ không? Rất cảm ơn. Và kính thưa chư quý đồng đạo, cái tội vọng ngữ ở trong cái khẩu nghiệp của con người ta nó có bốn cái tội, nó có bốn cái nghiệp. Cái khẩu này nó có bốn cái tội là lưỡng thiệt, là ý ngôn, là ác khẩu, là vọng ngữ. Như đồng đạo hỏi ở đây thì chính xác rồi. Tức là những điều mà mình không biết mà mình nói ra, mình nói cái đó là mình biết. Không, mình biết mình mới nói ra, mình công nhận cái đó mình biết mình mới nói ra thì rõ ràng là mang tội vọng ngữ. Mà cái tội này là cái tội lớn lắm. Nếu mình nói cái chuyện bình thường thì nó không có sao, nó tùy theo. Nghĩa là trước nhất thì chúng ta khẳng định rằng là nếu ai đó mà nói những điều mình không biết, những gì mình không biết mà mình bướng bỉnh mình nói rằng mình biết để rồi mình nói lên đó, thì đó là một cái tội. Đó là có tội, nghĩa là quá rõ, đó là tội. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phân tích nó có nhiều cái tội lắm. Có nghĩa là nó có thể nó chồng chất lên hàng trăm, hàng ngàn cái tội khác nhau. Nếu mình nói cái chuyện đó mà nó không có cái tác động lớn, tức là một cái sự việc nhỏ thôi, tức là một cái sự việc là ăn uống bình thường, thì là không đến đổi. Thí dụ như mình nói cái món đó là ăn ngon lắm, mời anh ăn cái món đó đi, mời chị ăn cái món đó đi, ăn vô rồi ngon lắm, nhưng mà khi người ta ăn vô nó không ngon thì là đó cũng là một cái tội, cái không đúng sự thật. Tức là những cái lời nói siêu tiêu dệt, những cái lời nói mà chuyện không nói có, chuyện có nói không đó, như là ác vọng ngữ này đã làm nguyên nhân cho những sự bất công của nhân loại đó. Có nghĩa là cái điều đó không phải như vậy mà mình nói như vậy, tức là nó bất công của nhân loại đó. Và chính cái giọng ngữ này nó còn nhiều điều xảy ra nữa, là thương người nào thì kiếm cách bào chữa, thiêu thùa sự tốt, giấu giếm sự quấy, ghét ai thì đặt điều nói xấu và che đậy cái điều phải của họ, rồi khoe khoang tự đắc. Trong trong giọng ngữ nó còn có nữa nè, khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn. Đó, nói là mình không biết mà mình nói mình biết đó mới khoe khoang. Tức là mình khoe khoang, mình nói là mình học hay, mình nói là mình nghiên cứu rộng, rồi tự cho mình là phải, tự cho mình là đúng, lúc bây giờ mình mới tự đắc, mình mới hiu hiu, mình mới quên quang lên. Nghĩa là hiu hiu tự đắc lên, nghĩa là khoe khoang tự đắc, rồi từ đó mình mới xảo trá đa ngôn. Tức là mình biện luận cho những cái của mình cho nó là đúng. Thì là đây hoàn toàn là những cái điều đúng mà Đức Thầy chỉ dạy, muốn tránh cho tư cách nhân quần khỏi bị phải bị giảm hạ đó, khỏi bị giảm hạ đó. Và nếu chúng ta phạm vào tội vọng ngữ đó thì dĩ nhiên là cái tư cách nhân quần, tức là cái lối sống của mình ở trong xã hội mỗi ngày nó bị giảm hạ nặng nề lắm mà mình không biết. Bởi vì trước mắt là mình thấy cái lợi nhỏ mà mình bỏ đi những cái tai hại lớn. Chính những cái lợi nhỏ là mình nói được một điều nào đó mình lướt, có nghĩa là mình dùng những cái lời luận biện của mình để mình lướt qua một sự việc trong hiện tại đó, thì mình cho là mình thắng trận đi, thắng trận đấu khẩu ở tại chỗ đó mình cho là mình ngon. Nhưng mà nó có cái tai hại lớn là tư cách sống của mình á ở trong xã hội mỗi ngày nó bị giảm hạ. Và muốn cho tư cách nhân quần khỏi bị giảm hạ thì hãy tập tánh nói năng chân chánh, bỏ lối láo xược trớ trêu, chẳng nên tráo chác với người.
bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. À, như vậy thì mình mới mới đúng. Chứ thật ra đó, nếu chúng ta nói, chúng tôi nói hồi nãy đó, nếu chúng ta nói về điều ăn uống thì cái tai hại nó nhỏ, mà nếu chúng ta nói đến cái gì đó mà nó lợi ích đối với làng xóm đó thì cái tai hại nó lớn nữa. Đối với làng xóm mà nếu chúng ta nói một điều nào đó, thí dụ như ở cái điểm của Tiều Phu sống nè, trước đây là một cái dự án bắt dầm nao á. Hồi xưa giờ mình sống, ông cha của mình sống ở đây á, là mình á, là mình nhờ có con sông, có con sông á, là từ sông Cửu Long chảy vào rất là trong mát, rất là sạch đẹp. Nhưng mà khi á, dự án bắt dầm nao nó muốn thay đổi địa hình, nó đến đây nó hỏi vậy chứ bà con ở đây á, là tôi muốn lập cho bà con có con lộ đi, tôi muốn lắp cái sông này, nghĩa là đắp đập ngang lắp cái sông này lại bỏ, quý vị thấy đồng ý hay không? À, quý vị thấy như vậy tốt hay là đi đường thủy tốt hay đường bộ tốt? À, lúc bây giờ mình chưa có biết cái nào là cái nào hại, cái nào là lợi, cái nào làm sao trơn. Ùng ùng ai cũng nói là ham con lộ, mà tại vì mình ham đi con lộ, mình nó không cần cái sông, không cần dòng sông nữa, nghĩa là làm con lộ đi. À, nói ẩu vậy đó, nghĩa là không biết mà nói biết đó. Nhưng mà đến khi nó đắp cái sông lại rồi nó nghẹt nước hen, rồi nó nhiễm môi trường hen, rồi nó thối tha hen, là nó nổi sóng nổi gió lên, rồi giờ này hối hận thì nó muộn màng, nên là khai mở ra không kịp đó quý vị. Do vậy cho nên cái gì mà mình biết thì nói biết, chứ nếu không nó tai hại cả làng xóm. Rồi đối với quốc gia dân tộc cũng vậy, cái gì biết thì nói biết, cái gì không, nếu không một lời nói á, như là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang đó, cũng một lời nói mà chúng ta đừng có xem thường, một lời nói mà nó đem đến cái an lạc yên vui hạnh phúc cho đất nước, nghĩa là đất nước được phát triển, được cường thịnh, và cũng một lời nói mà làm cho nước mất nhà tan đó, nghĩa là suy di hết cả một cái nền móng của đất nước đó. Cho nên đó là cái đối với cái mặt đời là nó như vậy đó. Còn về mặt đạo nó còn quan trọng gấp mấy nữa quý vị. Nhất là ở trong kinh điển, trong cái thánh ngôn luận của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy cho mình. Những câu nào mình biết thì mình nói rằng mình biết. Còn mình không biết là mình nói là đó là cái ý riêng của tôi. Mình nên đóng khung nó lại. Đó là một cái ý riêng của một mình tôi thôi. Chứ còn chưa biết là cái thánh ý của Đức Thầy, Đức Phật muốn dạy điều gì nữa, rộng lớn hơn nữa. À, ra sao đó, vậy là mình phải nói cho tường tận, chứ nếu không là điều này nó sa đọa địa ngục đó. Sa đọa địa ngục chưa phải đâu, nó còn phải theo như trong kinh điển nhà Phật có những chỗ mà mình cho là có một vị đại sư mà làm 500 là kiếp chồn đó quý vị. Chỉ nói sai một câu thôi mà làm 500 kiếp chồn đó, chứ đừng nói tội hay là không tội, có tội giọng ngữ hay không, như đồng đạo Nguyễn Thị Mười Đẹp nói đó, là có tội vọng ngữ hay không, chẳng những tội vọng ngữ mà còn phải là bị sa đọa là muôn kiếp nữa đó. Cho nên nó rất nguy hiểm. Bởi vì kinh điển của nhà Phật mà giáo đời á, thì như chúng ta đã biết á, thì trong pháp môn của nhà Phật á, nó có đến 84.000 pháp môn tu tập để đối trị với 84.000 trần lao phiền não của chúng sanh. Như vậy thì mỗi pháp môn nó giống như một liều thuốc vậy, để trị bệnh chúng sanh. À, nếu là liều thuốc và cơn bệnh thì cần phải có bác sĩ. À, chẳng những vậy mà người bác sĩ mà còn phải bác sĩ chuyên khoa nữa. Bác sĩ nằm ở khoa nào nữa chứ không phải bác sĩ mà biết hết đó. Cho nên bác sĩ cần ở chỗ cái khoa nào. Như vậy thì bác sĩ sau khi người ta khám rõ rồi người đó bệnh gì và bệnh được bao lâu rồi, nó bị viêm nhiễm ở đâu, nó viêm nhiễm với một cái sàn độ số mấy, và cần phải trị liệu cái liều nào, và thời gian trị liệu bao lâu, nó hết bệnh ra sao. Không, đằng này mình chưa biết gì hết, nghe nói thuốc tây là hay, rồi hô đau bệnh cái vô mở tủ ra gặp thuốc nào cũng uống trơn hả, thuốc là hay đó thì uống vô thì là hắn nghe người ta than bệnh cái là mình lấy thuốc đưa người ta, hắn nghe người ta than bệnh mình lấy thuốc đưa người ta, mà không biết thuốc đó là thuốc gì, trị bệnh gì ở đâu, nghe nói thuốc này là thuốc vậy là mình đưa, là cái tai hại vô cùng, nên là nó làm chết người đó. Cho nên đối với giáo pháp của nhà Phật cũng thế đó. Cho nên là nếu mà chúng ta không biết mà mình nói mình biết đó, là nguy hiểm vô cùng.
Cho nên trước khi chia sẻ hay là nghi vấn ở trong cái nền giáo lý của Phật, của Thầy cũng vậy, chúng ta phải thận trọng, hay thận trọng cái lúc chia sẻ của mình, nhất là đây là cái rừng nhu biển thánh quý vị. Đây là rừng nhu biển thánh, chúng ta dù cho có la bàn, mình có la bàn, mình có địa đồ đi nữa đó, thì là sớm muộn gì rồi là mình cũng phải có những cái lầm lạc. Bởi vì dù sao chúng ta chỉ lấy cái trí phàm thôi, cái trí phàm của mình với một cái sự hiểu biết là nông cạn của mình để mà suy nghiệm cái lời đó, cái câu đó, thì chắc chắn nó không đi đến chỗ chính xác. Do vậy cho nên mình không biết mà nói biết thì hoàn toàn là cái tội vô cùng, và tội rất to lớn, tội bị sa đọa là trăm ngàn kiếp chứ không phải vừa đâu. Nên là điều này nghe nghe đồng đạo Nguyễn Thị Mười hỏi thì mình càng thấy sợ thêm nữa. Nghĩa là sau khi mình trình bày chia sẻ nãy giờ là mình tự bản thân còn thấy sợ thêm cho những ai mà làm cái nghề chia sẻ này. Nghĩa là phải ráng thận trọng. Và ở đây đồng đạo không xa phận người có hỏi là nhờ ông Kiều cho biết nói giọng ngữ mà giúp người ta cải thiện bỏ ác về lành, vậy có tội hay không? Ở đây nó có cái trường hợp nói giọng ngữ mà giúp người ta cải thiện bỏ ác về lành. Điều này cũng khó nói lắm đồng đạo không xa phận người ơi. Ở đây nếu sự thật nó có tình tiết đó thì mình cũng không thể gọi là giọng ngữ được. Mà ở đây trong pháp nhà Phật gọi là pháp quyền đó. Mình quyền nhưng mà mình phải đi theo. Mình phải đi theo để mình đưa người ta trở lại. Mình lái người ta, thí dụ như mình thấy người ta đi đến là sắp sập xuống một cái hầm hố nào đó, thì mình tạm dùng cái giọng ngữ, mình tạm dùng cái quyền để lái người ta đi, là đi qua một bên để tránh cái hầm hố trước mặt. Tuy nhiên mình cũng phải biết làm sao lái người ta trở lại con đường khác. Chứ còn nếu không mình chỉ giọng ngữ lái qua vậy rồi mình bỏ buông đó, người ta tưởng đâu cái mà mình nói đó là đúng sự thật, người ta làm theo, thì điều này cũng chưa chắc là tốt. Điều này chưa chắc là tốt. Và trong hiện tại thì mình giúp người ta được là cải thiện bỏ ác đó. Nhưng mà nếu người ta tu trong thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm mà cái lời nói của mình đó người ta suy nghiệm ra, người ta chứng nghiệm ra, người ta thấy không có đúng với cái sự thật. Nên là lời nói mình lúc bấy giờ nó ra sao đó, mà người ta có giải đãi, người ta có buông bỏ cái đạo đức thì cũng chính mình chịu trách nhiệm cái lời nói đó. Cho nên đó là dù cho ở góc độ nào mà giọng ngữ là không tốt, tuyệt đối là cũng không nên giọng ngữ. Mà nếu là có muốn cứu độ người ta thì mình phải dùng cái pháp quyền của nhà Phật. Mà hả quyền hả độ thì phải độ tận, đưa người ta cho đến nơi đến chốn thì mới gọi là độ. Nhưng mà cho nên đó là trong một cái trường hợp mà dẫn dắt chúng sanh là vào cái con đường mà tỉnh giác này không phải là dễ. Nói thì nó dễ như vậy đó, chứ muốn làm phận sự của mình không phải dễ đâu. Bởi vì tiều phu có hành trong cái nghề y, trước kia mình cũng có một thời gian làm trong cái nghề y, mình biết nó rất quan trọng. Nghĩa là mình đặt một cái liều thuốc để trị cái bệnh nào đó, nếu ai đó có học tường tận thì càng sợ lắm. Sợ mà thận trọng khi đặt cái liều thuốc, bởi vì nó là dao hai lưỡi đó. Nghĩa là nó có cái hại, đưa vô cái lợi bấy nhiêu thì chúng ta thận trọng cái bề hại của nó bấy nhiêu sau này. Nghĩa là trong hiện tại người ta hết cảm đó, mình đặt cái liều thuốc mạnh đó, trong hiện tại người ta hết cảm, nhưng mà tương lai nó diệt gan thận của người ta. Nếu uống 10 liều không sao, chứ 100 liều, 200 liều đó là sau này là về gan thận của người ta tan nát hết, là tội do mình đó. Tức là nó nguy hiểm vô cùng. Vì thế cho nên đó là đừng có dội mà cải thiện người ta bằng những cái lời giọng ngữ. Mà chúng ta cần phải bằng những cái lời nói dịu dàng, hiền lành, chân thật là tốt nhất. Tất cả đều do cái duyên của mỗi người, tất cả đều do cái duyên, chứ không phải mình là hấp tấp mà dùng những lời nói giọng ngữ mà tốt. Tóm lại nghĩa là dù cho ở trường hợp nào mà chúng ta giọng ngữ là hoàn toàn là không đúng,
Do vậy cho nên là người tu là chúng ta phải tuyệt đối giữ gìn cái khẩu nghiệp của mình cho sớm được thanh tịnh. Bởi vì đây là cái con đường mà Đức Thầy đã nhắc nhở mình một cách rất triệt để đó. Nghĩa là trong đường tu mà nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Và cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Hãy ráng sức thi hành, sẽ có Thầy ủng hộ. Và đó là cái ý của Tiều Phu qua cái câu hỏi của đồng đạo Nguyễn Thị Mười. Và giờ đây cũng xin chấm dứt. Và xin mời đồng đạo Phú Lâm nhận mic nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt đạo tràng thành thật cảm ơn đồng đạo Tiều Phu rất nhiều. Đồng đạo Tiều Phu thì giải nghĩa rất là rõ ràng. Đối với đồng đạo ơi, Ngọc Diệp hỏi: bảo làm sao dân không xa nhã, nghe lời rù tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Nhờ eo sĩ chia sẻ. Cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể chư quý vị đạo. Tôi cũng xin góp cái ý Tiều Phu vừa chia sẻ. Chắc có lẽ là quý vị cũng ngại cái vấn đề này lắm, nhưng mà thật sự quý vị ơi, đạo cái tôm mà cái giáo lý của nhà Phật đó quý vị, nó rất là siêu. Chúng ta không có thể hiểu một chiều được đâu. Có một cái việc đó quý vị, Đức Thầy kỳ sai ông Hương Quả Chiến đi đem một cái hồ sơ mật từ ở đây đi ra ngoài miền Đông quý vị. Thì Đức Thầy kêu, trước khi kêu lại đưa cho ông Quản Chiến đó, cái để sai ông Hương Quản Chiến đi đó, thì Đức Thầy có hỏi người tu có nói dối không ông. Thì ông Hương Quản Chiến nói: bạch Thầy, người tu đâu có nói dối Thầy. Đức Thầy nói: sao không nói dối ông? Người tu á, là mình nói dối mà có lợi ích cho mình để mà mình hưởng thụ là cái đó là sai. Mà mình nói dối để mà mình cứu người khác á, là cái điều đó là gọi là xảo thiện, phải nên làm chứ. Bây giờ tôi ví dụ tôi sai ông đi hồ sơ, mang hồ sơ mặt đây đi, mà rồi đi dọc đường á, bị người Pháp hay lính kính của Pháp nó xét, nó hỏi ông khai thiệt hết trơn là chết anh em hết trơn, còn gì đó, phải không? Cho nên là nó tùy cái trường hợp ông ơi, đâu có phải là cái người tu mà mà không có biết dùng cái xảo thiện, phải không? Đức Thầy, cái này chính Đức Thầy nói với ông Hương Quả Chiến. Chúng ta nên nhớ bây giờ như thế này, tại vì mình nghĩ rằng là có đôi khi người ta nói dối, chứ đôi khi đâu có nói dối. Đức Phật hồi xưa cũng vậy, khi mà thợ săn nó rượt cái con thỏ đi, thì con thỏ nó chạy ngang chỗ Đức Phật đang ngồi. Đức Phật biết là cái ở phía sau là cái đám thợ săn nó đang đuổi theo, Đức Phật mới ngồi trịch qua một bên. Khi mà thợ săn đến hỏi ông Cù Đàm, ông có thấy con thỏ chạy đi qua đường này không? Đức Phật nói: từ cái lúc mà tôi ngồi ở đây cho tới bây giờ tôi không thấy con thỏ chạy qua. Thì rõ ràng không, do cái mình phải biết dụng cái trí mình xử trí, không? Mình nói mà vì cái lợi ích cho mình để mình thụ hưởng thì không có nên cái điều đó. Là nhưng mà mình nói để mà mình giúp đỡ người khác. Ví dụ tôi ngày xưa tôi làm cái việc này tôi cũng nói dối nữa. Tôi thường kể quý vị, tôi đi tôi gặp những người đó đang bị cảnh sát nó bắt, nó đang lập biên bản, là mình đi lại đó mình nhìn hoài cái người đó mà mình thấy tự nhiên mình là sao đâu, mình thương cái người đó, mình không có thể bỏ đi được, đã bỏ đi một khúc rồi cũng quay trở lại nữa. Thì đi tới hỏi việc gì thì cảnh sát nó nói là bắt được, trên tay nó có cầm cái truyền đơn mà bây giờ lập biên bản để đem về để điều tra. Thì tôi bây giờ mình phải, trường hợp này mình cứu người mình phải nói dối chứ sao. Mình nói thôi cái này chắc hiểu lầm rồi, nó là em út tôi mà, nó em tôi, bộ hồi nãy mày đi mày thấy ngộ ngộ mày lượm hay sao vậy. Nó nói dạ hồi nãy em đi đường em thấy em lượm. Mình mở cái đường để cho nó nói, thì cái này là hoàn toàn nói dối không đó quý vị, nhưng mà cứu nó được. Thì chúng ta đừng có đóng một cái khung. Còn cái việc mà tôi kể với quý vị đó, nó có căn bản đàng hoàng đó. Cái kể mà cho quý vị thấy mình làm lễ sau khi Đức Thầy vắng mặt, bởi vì năm 48 là ông Năm đã ra mặt rồi, ra mặt với Pháp rồi.
mình có ban trị sự, và ngay cả mà giấy tờ đất cát tôi bây giờ là hồi đó ban trị sự ký vào cái thời đó, hồi đó làng xã lúc đó là mình ban trị sự mình là cũng như là ban cái hành chánh xã luôn, giấy tờ tôi còn đó. Cho nên là cái việc mà sau đó khi mà mình ra mặt pháp rồi đó, mình có tổ chức cái hệ thống hành chánh của cái đạo lại rồi thì mình có tổ chức làm lễ phải trước năm 1950, kể từ năm 1950 trở về sau, không có nói dối với quý vị đâu, giấy tờ đất cát của tôi còn giữ tới bây giờ, ban trị sự ký hồi đó không có. Cho nên là hồi đó mới có gọi là có ông quận này ông quận kia, phải không? Mình nghe nói ở Châu Phú này có ông quận An, ông quận này, ông quận Trứ, ông quận này, quận kia. Quý vị nên nhớ nha, mình có cái hệ thống hành chánh trước, trước hồi cái thời ông Diệm lại. Cho nên là mình làm lễ trước, trước hồi thời ông Diệm lại. Tôi không có nói dối với quý vị chi đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện mà mình biết, mình có nghe cái người lớn nói lại, mình biết. Và hồi thở tôi còn nhỏ nhỏ là tôi cũng nhớ cả năm mươi mấy mình đi học rồi đó, cả năm năm 2, 53 là mình đi học rồi, thì lúc đó mình có đi đi lễ, năm nào mình cũng có đi lễ. Cho nên tới năm 1954, 1955 thì ông Diệm ông mới lên, chứ đâu có phải là ông Diệm ông lên trước đâu, mình làm lễ trước chứ. Cho nên chúng ta phải phải nhớ như thế, cái giáo lý nhà Phật không có phải chỉ là một cái khung, mình cứu người được, mình cứu người được, mình đừng có vì cái lợi ích riêng mình, đừng có gì lại, mình cũng phải dùng cái xảo thiện để mà mình cứu mà. Cái đó là cái mà cái giáo lý nhà Phật cho phép. Không biết thì tôi nói như vậy thì chắc có lẽ là cũng nghịch ý với quý vị, nhưng mà cái đó thì quý vị xét lại đi, chứ nói cái gì cũng không được hết thì làm sao. Mình muốn cứu người khác thì mình phải làm sao, muốn cứu người khác mình cũng có đôi khi cũng phải nói dối, người này không có bà con mình cũng vẫn nói bà con để cứu, chứ bây giờ làm sao vậy? Ở trong cái cơn ngộ biến phải tùng quyền chứ sao. Nhưng đừng nên nhớ rằng mình làm, mình nói cái gì mà lợi ích cho mình để mà mình hưởng thụ đó thì đừng có nên, cái chuyện đó không có nên. Nó cái đó là cái đó là cái thuộc về cái mà mình cố ý, mình cố ý để mà mình làm cái chuyện đó để cho mình có cái lợi lộc để mà mình hưởng thụ. Thì Đức Thầy mới nói mấy cái câu mà tôi chia sẻ hồi nãy đó, Nam mô miệng niệm hàng ngày. Miệng niệm hàng ngày là cái miệng của mình là để mình nói ra cái lời nói, mình nên tưởng nhớ mình là cái người có quy y, khi mình nói ra cái điều gì thì mình phải cẩn thận để nói, để xem xét cho nó tận tường. Lánh lời vua Mỹ, học gài kể kinh, đừng có vua bỡ đỡ người khác để mà hưởng cái lợi. Chứ còn bây giờ có nhiều cái việc là phải dùng cái xảo thiện thôi. Còn cái chuyện mà quý vị thấy đó làm sao thì cái đó tùy ha. Ngày 18 tháng 5 để cũ trung niên không? Thì đúng, mười đẹp biết vậy rồi thôi. Tại vì sau khi chế độ Ngô Triều sụp đổ hả? Cơ cấu của đạo mới phục hoạt không có đâu. Trước đó mình vẫn tổ chức lễ như thường. Khi mà mình đã ra mặt với pháp rồi, có tổ chức ban trị sự đàng hoàng, làm có làm lễ rồi. Rồi sau này đó ông Ngô Đình Diệm lên đó, ổng mới triệt Phật giáo Hòa Hảo. Thì đức ông cũng có đi lánh nạn một thời gian vậy thôi. Thời gian sau khi ông Năm ông ra mặt, rồi ông Nguyễn thì ra mặt trước ha, rồi ông Năm ra mặt, rồi kế đó ông ba cục bị bắt. Rồi những cái sĩ quan ổng cũng một thời gian sau thì cũng ra mặt. Vậy thôi ha. Chuyện đó thì quý vị tùy quý vị hiểu sao đó thì hiểu. Chứ cái đạo của mình là phải làm lễ trước cái thời kỳ của ông Diệm, chứ không phải sau cái thời kỳ ông Diệm. Cái đệ cửu chu niên đó là tức là cái lễ thứ 9 năm. Chứ không phải là đệ cửu chu niên là cái mình tổ chức cái lễ đó là mới cái là cái năm thứ 9 thôi. Thì cái lúc đó thì nói vậy thôi. Thầy có cần nói dối đâu mà cũng lập. Thì cái đó là tùy, bởi vì tôi với Tiều Phu có đôi khi cái nghiên cứu nó không có đồng. Dường như mình ở trong này mình nói nó hơi chỏi chỏi với nhau, nhưng mà thực tế thì nó có nhiều cái chuyện lắm.
Đức thầy đâu có nói dối đâu. Phật mà nói dối cần gì nói dối. Nhưng mà có cái điều, cái điều đó chúng ta trong cái lúc đối nhân xử thế đó, có những cái cũng phải dùng cái xảo thiện để chi, để cứu người khác. À, để cứu người khác. Mà tôi thì cái đó tôi nói thật, với tôi là tôi có làm rồi đó. Có cứu người khác là tôi có dùng cái xảo thiện đó. Không, bà con tôi cũng nhìn bà con đó, tôi cũng nói bà con, nói với bạn bè, đây là người bạn, ở đây là cái người bà con, cô cậu hay bạn gì gì đó, thì có nói đó, nhưng mà nói để cứu. À, cái đó thì nó tùy, mình cứ giữ khư khư như vậy đi thì mình không có giúp đỡ gì ai được hết. Con người mình cũng có cái lúc mình phải, mình khi mà mình đừng có gì cái lợi ích riêng mình đó, để mà mình làm có cái lợi cho mình đó, hay là tạo cho mình có cái uy tín gì đó, thì thôi đừng, thì đừng nên làm, để có cái lợi thì đừng làm. Nhưng mà thật sự đó, mình ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, đúng như cái lời mà Đức Thầy sai ông Hương Quảng Chiến đó, nói thẳng với ông Hương Quảng Chiến đó. Nếu mà bây giờ sai mà đem một cái tài số tài liệu đi như vậy mà bị cái người Pháp nó bắt, rồi nói thiệt rằng là à, bây giờ ở chỗ đó có mà mình đăng cái có cái tổ chức chống Pháp ở đó, rồi mình nói thiệt hết trơn, rồi gì mình chỉ luôn cho nó bắt hết trơn cái tổ chức mình luôn hay sao? Rồi cái đó thì tùy quý vị, cái đó thì tùy, chứ đâu tôi đâu có nói gì đâu. Nhưng ở đây tôi nói có nhiều cái hoàn cảnh mà chúng ta phải dùng cái xảo thiện để chi, để cứu người khác, để cứu cái người khác, thì cái đó tùy. Còn quý vị không cứu thì thôi, không cứu thì thôi. Chứ cuộc đời của tôi dùng cái xảo thiện tôi cứu người khác rất là nhiều người. Tôi làm rồi. Nhưng mà tôi không có nhận của ai một đồng bạc nào. Cái đó nói có trời Phật làm chứng luôn. Vẫn cứu người khác. Chứ làm sao bây giờ? Chứ giờ bạn bè mình lại mình nói ở cái người này với bạn bè nó gì? Thì nói rằng là tôi nói cương chứ gì. Nhưng mà cái tôn giáo mình làm, mình có tổ chức lễ trước à, khi cái đó khi khi mình là cái mình củng cố cái địa bàn mình xong rồi chân là mình đã làm lễ trước cái thời gian dịp, chứ không có sao đâu, trước cái đó có làm lễ trước thì có cũng có nguy nan một cái thời gian thôi. Thì tôi xin góp một cái ý vậy ha, để quý vị khi mà gặp cái hoàn cảnh đó coi quý vị có dùng cái xảo thiện không nha. Nhưng mà mình phải dùng cái trí. Đức thầy Đức Phật cũng chỉ cho mình đó, Đức Phật cái việc mà con thỏ đó, Đức Phật nói với thợ săn đó, nếu người ta không biết là ta nói Đức Phật nói dối rồi. Tại vì ta hỏi ông Cù Đàm cái lúc mà ông ngồi đây tới bây giờ, ông có thấy con thỏ chạy ngang không? Mà thật sự Đức Phật thấy con thỏ chạy ngang chứ. Sao không thấy được? Mà Đức Phật biết rằng bất Phật muốn cứu con thỏ thì Đức Phật phải nói với thợ săn vậy, nhưng mà Đức Phật phải là phải dùng cái trí. Đức Phật ngồi qua một bên, ngồi trịch cái chỗ của Đức Phật ngồi á, thì Đức Phật nói từ cái lúc mà tôi ngồi ở chỗ này cho tới bây giờ tôi không có thấy con thỏ chạy qua, có gì đâu. Cái đó thì tùy ha, để tôi với Từ Phu nó cũng không có đồng, tôi thấy có không có những cái nó không có đồng, không có đồng ở cái chỗ là cái nghiên cứu, chứ mình đóng khung hoài thì nó không có được đâu, có nhiều cái đóng khung. Còn cái chuyện của đạo đó mình không có nói dối để làm gì, nói dối có cái lợi gì đâu nói dối. Nhưng mà tôi biết bởi vì có cái người lớn ta nói lại là cái lễ của mình á, cái lễ của tôn giáo mình á là có làm trước cái thời gian mà thời kỳ ông Diệm, chứ không phải làm sau cái thời kỳ ông Diệm đâu. Mà thời kỳ ông Diệm cũng vẫn còn làm lễ được, mặc dù ông Diệm ông triệt cái tôn giáo, nhưng mà mình tới cái ngày đó mình cũng vẫn làm lễ à, cũng có làm lễ à. Vậy bây giờ tôi xin trả mic lại cho Phú Lâm ha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Hồng Quang nói rất đúng đó, hồi lúc còn nhỏ đó, hồi lúc mà trước thời ông Diệm đi, hồi lúc mà ngay thời ông Diệm đó tôi thường đi lễ hoài với đồng đạo ơi. Hồi lúc đó tôi 15 16 tuổi đó mà đi dư hoài chứ không phải là không có đâu. Đó. Thì thật là cảm ơn anh Hồng Quang đã góp ý những điều vừa rồi cho đạo tràng cùng nghe. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý đồng đạo, kính thưa đồng đạo Nguyễn Thị Đạt. Đồng đạo này là con cua chứ không ai. Thưa quý vị, thì chỗ đồng đạo có hỏi là người tu mà mình
nói điều mình không biết, nói cương thì có mang tội hay không, có mang tội giọng ngữ không. Rất cảm ơn. Thưa quý vị, thì huynh Tiều Phu lúc nãy thì em sĩ cũng có nghe được khúc sau huynh Tiều Phu trình bày, cũng rất là chính xác, nói cương mà nói cho thỏa mãn cái ta ha. Không biết mà nói đó, không biết mà chỉ cho người ta là cái đó đúng là tội lỗi, nó ngập đầu luôn đó quý vị. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng trong cái trong giáo lý của nhà Phật đó, cái ý nghiệp của mình đó, ý nghiệp của mình đó mà sinh ra ba điều ác đó là tham lam, sân nộ và mê si đó. Mê si là gì? Mê si tức là vô minh đó, là mình không biết đó. Không biết mà làm đó là địa ngục đó. Cái nhân không biết đó, là cái quả báo nó là địa ngục đó, chứ không phải là tận cùng của lục đạo luân hồi đó, chứ không phải là chơi đâu. Cho nên không biết thì lắng nghe đi, không biết thì mình nghe mình học, chứ còn không biết mà mình nói là cái đó là coi chừng. Chẳng thà mình nói là đây là cái ý hiểu của mình, chứ không nhất thiết là mình khuyên nhủ người ta phải làm theo, thì cái đó là chính xác đó. Chứ mình nếu mà mình quả biết là cái chuyện mình không biết mà mình quả biết là mình cho rằng đúng, mà mình kêu gọi người ta phải làm theo, là cái đó coi chừng là mình bị đọa địa ngục, không nói gì rồi mình dẫn người khác đi. Cho nên tốt nhất là mình trình bày cái lời của thầy dạy đó, thì trong chính giảng thời gian giáo lý thì mình nói đây là cái quan điểm của mình, và mình cũng muốn lắng nghe thêm nhiều quan điểm của người khác. Và mình khi mà người ta nói đó, mình phải lắng nghe, mình suy nghĩ coi người ta nói có cái lý hay là không, nó có cái lý đạo hay là không, thì cái đó mới quan trọng. Cho nên không biết mà nói, không biết tức là vô minh đó, mà vô minh mà nói ra là coi như là vô minh, mà bản thân của vô minh là tối tâm mê muội rồi, mà một khi mà khởi ra cái miệng hay là khởi ra cái việc làm là nó hoàn toàn nó sai, nó không có trúng đâu. Còn trường hợp mà Quynh Hồng Quang nói là trong đạo thì cũng đôi khi cũng có nói dối mà làm lợi cho người khác, thì cái đó không phải là không biết. Rõ ràng là mình biết mà, chứ đâu phải là không biết. Nhưng mà biết á, mà mình làm lợi cho người khác á, thì cái đó là có lợi đó, đó là thiện đó. Còn mình biết nói dối mà mình làm có lợi cho người khác là việc thiện. Còn mình đã biết rồi nha, mà mình làm mà có lợi cho mình á, là cái đó mới là giọng ngữ đó. Cái đó mới là rõ ràng là giọng ngữ đó. Cho nên ở đây thôi mình phân biệt cho nó rõ ràng. Cái người mà không biết á, không biết tức là vô minh, tức là tối tâm, là mê muội, không biết từ cái chỗ cái tâm không biết rồi, cho nên cái lời nói nó ra cũng trật, mà cái hành động nó cũng trật luôn nữa, thì cái này đó là cái nhân của địa ngục vẫn đó. Tham lam là ngạ quỷ, mà sân nộ là súc sanh, còn mê si là cái nhân của địa ngục vẫn đó. Không biết cái nội tâm của mình, không biết khởi ra cái lời nói hoàn toàn nó sai, và cái việc làm của mình nó cũng không có lợi lạc nữa. Còn ở chỗ Quynh Hồng Quang nói là cái chuyện đó là mình đã biết rồi, chứ đâu phải mình không biết. Mình biết nhưng mà mình làm nó mình làm cho nó có lợi cho người khác, thì cái đó là cái ở trong giáo lý của nhà Phật người ta gọi đó là khai đó, tức là cũng giống như Quynh Tiều Phu nói nãy là quyền đó, thì ngộ ứng tùng quyền đó, tức là làm sao cho nó có lợi cho người khác, có lợi cho chúng sanh, thì cái đó là thiện đó, chứ không phải là ác đâu. Như Quynh Hồng Quang nói là Đức Phật mà nói dối mấy cái ông thợ săn đó, con thỏ nó chạy đi hướng này mà chỉ hướng kia, thì cái đó là ngộ ứng tùng quyền đó, cái đó rõ ràng là biết chứ đâu phải không biết. Còn chỗ mười đẹp đặt ra vấn đề đây là mình không biết, mình nói cương, mình nói bậy mà mình chỉ cho người khác, tức là rõ ràng là cái đó là cái tội giọng ngữ đó, cái đó là cái tội đó, cái đó là cái tội lỗi dữ lắm đó, nặng lắm. Cho nên mình phân biệt rõ ràng ở chỗ đồng đạo Bùi Dẹt này nói là vô minh, còn Quynh Hồng Quang nói là cái này là người ta có trí rồi, có trí chứ đâu phải là không biết. Quynh đã biết rồi, Quynh đã cái chuyện này nói dốc nhưng mà có lợi cho người ta rồi, thì cái đó nó thuộc về cái quyền, ổ ứng tùng quyền rồi, chứ đâu phải là tội đâu.
cái đó là huynh được cái phước lớn nữa đó, chứ đâu phải là tội. Rồi bây giờ trở lại cái đoạn giảng mà à, cuối cùng thì bây giờ mình cũng hết giờ rồi, bây giờ thì em sĩ xin được nói ngắn gọn thôi quý vị, bởi vì cái đoạn này nó rất là dễ, mình thấy là cái từ ngữ nó quá dễ. Mười đẹp, rất cảm ơn Quỳnh Eo. À, thì cái ý của nó là vậy đó, cái không biết với biết, mình phải phân biệt cho nó rõ ràng. Chỗ Quỳnh Hồng Quang là chỗ đó chỗ biết rõ ràng. Quỳnh biết nhưng mà Quỳnh tùng quyền, Quỳnh nói cho người khác có lợi. Còn có một cái nữa, mình biết nhưng mà mình nói cho có lợi cho mình thì cái đó là mệt nữa đó, cái đó nó cũng là tội đó. Mình biết nhưng mà mình làm lợi cho người khác á, mình biết mà mình nói dối mà mình làm lợi cho người khác á, thì cái đó là phước đó. Nhưng mà mình biết mình nói dối có lợi cho mình, tức là cái đó là chấp ngã đó, cái đó là tham lam đó. À, rõ ràng là cái đó là giọng ngữ để mà thỏa mãn cái lòng tham của mình thì nó là tội lỗi đó. Ở chỗ cái đoạn giảng này là cái đoạn cuối, gần cuối của cái quyển 5. À, Đức Thầy đã dạy một đoạn nè. À, nếu xuất gia thì phải hy sinh. Tức là nếu mà các nhà sư mà thực sự mà xuất gia đó, rời khỏi gia đình rồi đó, à, không có còn quyến luyến thân thuộc nữa. À, bởi vì lúc này là lo cho cái chuyện đạo sự không à, lo cho tu giải thoát và lo cho phổ độ chúng sanh không à, thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, tức là mình có được cái vật chất gì hay là cái sự hiểu biết gì thì phải lo cho đạo. Chớ giả dối mà mang sắc áo, tức là đừng có giả dối, đừng có lừa gạt người ta, mang cái màu áo ở bên ngoài đó. Thì cái đoạn này nói nó rất là dễ đụng chạm quý vị. Đức Thầy thì cỡ như Đức Thầy thì Đức Thầy là Phật, cho nên Đức Thầy phê phán các vị sư được, còn mình nói rất là dễ đụng chạm. Nhưng mà ở đây mình nói theo lời văn của Đức Thầy, cho nên cũng có thể nói được. Và chớ giả dối mà mang sắc áo, tức là Đức Thầy khuyên những cái người mà tu hành giả dối đó, những cái người mà đã quy y rồi, tức là đã cạo đầu mặc áo cà sa rồi, mà mặc áo nhà tu rồi, mà mang sắc áo đó mà mượn bồ đề chuỗi hột lẹ người, để mượn cái hình tướng ở bên ngoài đó để mà gạt gẫm người ta, rồi làm cho dân khinh dễ ngạo cười, tức là làm cho cái người dân người ta còn cười chê nữa, nên xin tiền để mà xài riêng đó. Và tội lỗi ấy luật nào dụng thứ, thì rõ ràng là đây là cái tội rất là lớn, lường gạt mà lại mang cái sắc áo của nhà tu nữa, mang cái mang cái danh nghĩa là đệ tử của Phật nữa để mà lừa gạt người ta nữa, thì cái này cái người thường lừa gạt đó là tội rồi, mà bây giờ là mang cái sắc áo của Phật mà đi lừa gạt nữa thì cái tội này nó càng chồng chất lên, nó càng lớn thêm lên nữa. Tội lỗi ấy dục lực nào dung thứ, tu còn ham trai to đám bự, tức là đã tu hành rồi thì phải cả vật chất tinh thần lo đạo, tức là mình lo cho đạo, lo học hành, lo học tập, lo thực hành giáo lý, đang mà truyền bá giáo lý, cả vật chất tinh thần lo đạo rồi. Tu còn ham trai to đám bự, đặng thế gian dân cúng bạc tiền, tức là nói rằng là tu mà còn bài vẽ ra chuyện này chuyện nọ, cái hình tướng bên ngoài đó, đặng cho người ta cúng kiến tiền bạc cho nhiều, dối rằng lo tu bổ chùa chiền, dối rằng tức là nói dối rằng cái chuyện này là đi về cúng chùa để mà xây dựng chùa, mà làm của xài riêng cho thỏ, tức là mà lấy tiền mà xài riêng cho thỏ, thì cái này rõ ràng là nó tội lỗi rất là lớn. Rồi bảo làm sao dân không sa ngã, rồi lừa gạt người ta như vậy đó, rồi khi mà ta hiểu ra thiệt rồi thì chắc chắn là người ta sẽ tránh rồi, người ta sẽ tránh cái người đó rồi nghe lời rù tông nọ phái kia rồi người khác nữa, thì cái người này làm bậy rồi người ta ngán, người ta ngại rồi tới cái người khác nữa, cho nên tông nọ phái kia cứ bày vẽ ra chuyện này chuyện nọ, rồi cả tăng đồ trong nước chia liệt, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật, tức là những cái người, cái câu này, cái đoạn giảng này Đức Thầy đã nói rất là nó rõ nghĩa rồi quý vị. Cả tăng đồ tức là làm cho những cái người xuất gia trong nước đó chia lìa với nhau, người này thì lo chuyện này, người kia lo chuyện kia, không có tập trung vô lo chung cho cái đạo. Riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật, ngạnh ai nấy ở một chùa riêng, ngạnh ai nấy lo vận động, rồi lo làm riêng cho cái chùa mình. Duyên pháp bảo, duyên chùa, duyên Phật, trong bá thánh sầu thành chắc ngất, cái người ở ngoài đó, cái người tín đồ ở ngoài, người ta nhìn thấy cái việc như vậy cho nên người ta cũng cũng
cũng sầu nữa, sầu thành chất ngất, tức là người ta cũng chán nản nữa. Mãi nghi nan chẳng biết đàn nào, tức là nghi ngờ không biết ông nào trúng, ông nào sai nữa. Thì nói tóm lại là nguyên cái đoạn giảng này thì mình Đức Thầy đó quý vị, Đức Thầy thì phê phán những cái người mà tu hành giả dối nha quý vị. Chứ bây giờ chúng ta cũng thấy là một số nhà sư người ta tu hành rất là chân chất, một số người người ta tu hành rất là chân chất, còn một đời một đạo đến ngày chung thân người ta cứ lo cho đạo không à, cho đến chết thôi. Thực tế thì nó cũng có rất là nhiều cái nhà sư như vậy. Nhưng mà trong cái thời kỳ Đức Thầy ra đời đó thì cũng có một số người như vậy, cho nên Đức Thầy mới phê phán như vậy. Và cái đoạn này thì nói tóm lại là chúng ta thấy là Đức Thầy phê phán những cái hạng mà giả danh thôi, để mà mượn đạo tạo đời, để mà làm sao cho làm cho mình có được cái tiền của trong mình xài riêng cho nó thỏa thôi. Thì đây là một cái đoạn giảng mà Đức Thầy đã phê phán những cái người làm sai, dựa vào lời của thầy dạy, dựa vào kinh điển, rồi mượn cái hình tướng ở bên ngoài để mà lường gạt người ta. Thì bây giờ cũng hết giờ rồi, huynh về hồi nãy đi luôn rồi. Thưa quý vị thì bây giờ đó là cái sự hiểu biết của LC về cái đoạn giảng này đó quý vị. Không biết có cái ý nào khác không, huynh Hồng Quang thấy có chỗ nào khác không huynh? Thì em thì thấy là Đức Thầy trong cái đoạn giảng này thì Đức Thầy đã phê phán những cái hạng mà dối tu thôi, chứ còn hoàn toàn là đối với các vị tu chân chánh thì không có dính líu gì, không có dính líu gì tới cái đoạn giảng này ha. Thì động chạm tới người ta gây ra cái chuyện xích mích, và nhất là huynh Hồng Quang, huynh cũng ưa phê phán quá rộng rãi, mình cũng làm sao cho nó đừng có đụng chạm với người ta ha. Ở trong cái thời kỳ của Đức Thầy ra đời khai đạo thì nó có những cái hạn như vậy, và Đức Thầy thì nói được, còn mình thì chúng nên cũng nên dè dặt. Xin được gửi mic lại, mời huynh Hồng Quang. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Cảm ơn em sì khuyên, nhưng mà tôi nói có sách mách có chứng, thành ra tôi không có ngại. Và cái lời của Đức Thầy nói là Đức Thầy nói rất là đúng, không có cái gì sai, cho nên mình cũng đâu có ngại gì. Cái thứ nhất là bây giờ quý vị thấy cái đạo Phật, quý vị đọc lại cái lịch sử của đạo Phật đây, từ khi mà cái cuối cái đời Trần thì cái đạo Phật đã bị Hồ Quý Ly cướp ngôi, là bị co cụm rồi. Cho nên cái 400-500 năm như vậy đó là đạo Phật bị co cụm, chỉ có tụng kinh mướn để lấy tiền thôi, ở trong chùa tụng kinh lấy tiền thôi, mà đạo Phật đã suy trầm cả thế giới luôn, chứ không phải riêng ở nước Việt Nam, ngay cả nước Tàu người ta cũng sùng đạo Nho luôn. Mà Đức Thầy viết cái bài này đó năm 1140, cho nên đạo Phật lúc đó cũng chưa đi truyền bá, cũng vẫn còn như thế, chưa có đi truyền bá. Vậy năm 1945 thì đạo Phật mới trở lại truyền bá, mới chấn hưng cái đạo Phật cho tới ngày hôm nay. Cho nên Đức Thầy nói là nói ở cái giai đoạn đó, chứ đâu phải là nói mà quơ đũa cả nắm đâu mà mình ngại. Đức Thầy nói có lịch sử, chúng ta đọc lại lịch sử chúng ta sẽ thấy. Cho nên Đức Thầy chấn hưng, mà trong đạo Phật bây giờ người ta cũng chấn hưng 80 mấy năm rồi. Tính từ năm 1930 thì Thái Hư Đại Sư bên Tàu đứng lên cổ vũ cái phong trào chấn hưng đạo Phật. Thì đạo Phật ở nước ta có hưởng ứng, nhưng mà lúc đó chỉ có mở trường đi dạy đạo Phật và viết tạp chí thôi, chưa có ra truyền bá. Cho nên vì thế mà Đức Thầy mới nói cái này, là nói ở trong cái lúc mà cái đạo Phật chưa có đi ra truyền bá và chưa có chấn hưng. Chứ đâu có gì đâu mà mình ngại. Thì rõ ràng bây giờ đọc lại lịch sử nhà Phật, chẳng những ở đây Đức Thầy nói, mà quý vị coi Phật học phổ thông, ông Thích Thiện Hoa cũng nói cái lịch sử nó vậy thôi. Coi quyển 5 ở trong Phật học phổ thông coi Đức, ông Thích Thiện Hoa có nói không. Thì cái đó có cái gì đâu mà mình ngại. Thì thật sự là như thế. Lúc đó Đức Thầy nói tu mà còn ham chai to đám bự, đặng thế gian dân cúng bạc tiền, nói dối rồi rằng lo tu bổ chùa truyền, mà làm của xài riêng cho thỏa, bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tâm nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Thì hồi đó ông bà tôi cũng có nói lại đó,
khi mà đến chùa này thì cái chùa này nói cái chùa khác à, để chi, để tranh nhau, để giành đồ chúng thôi chứ không có gì đó. Thì mình đi chùa này hả, quy y với cái ông này rồi thì ông kia ông chê ông nọ dở, ta chỉ trích lẫn nhau. Cho nên là riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật là vậy hả. Và cái chùa ông này thì ông muốn quy tụ đồ chúng thì ông nói xấu các cái vị khác ở cái chùa khác, vậy thôi. Cái đó là lịch sử có, tôi không có ngại gì đâu. Cho nên em sĩ khuyên thì cũng rất cảm ơn, nhưng mà tại sao Đức Thầy mình nói mà mình không nói cái sự thật để cho càng cho người ta hiểu lầm hơn? Người ta đã hiểu lầm rồi, bây giờ mình không có nói cái nguyên nhân thì người ta càng hiểu lầm hơn nữa. Tại sao ông Đức Quỳnh Giáo Chủ là Phật mà đi nói những cái chuyện này? Nói chuyện này là nói đúng lịch sử chứ đâu có gì đâu mà ngại. Tại mình không hiểu lịch sử thì mình cho rằng là cái chuyện này mình nói thôi đừng có nói gì hết á. Nói để thầy nói được, mình nói không được. Thầy dạy giáo lý để cho mình tu, để cho mình truyền bá mà, thì mình phải nói cho nó có ngàn, nói ở cái giai đoạn nào, cái lịch sử, cái đạo Phật ở cái lúc nào nó đang xảy ra cái chuyện này. Thì bây giờ mình nói có gì đâu mà ngại, càng nói thì càng để cho người ta đừng có hiểu lầm hơn, nó rõ ràng không? Cho nên là chúng ta phải nói, mà nói phải hiểu rằng cái lịch sử thì nói có gì đâu mà ngại. Chứ Đức Thầy đâu có qua đũa cả nắm đâu, cái người tu chân chánh. Đức Thầy còn dạy tín đồ của Ngài phải tôn kính rồi phải lắng nghe nữa. Nhưng mà tôn kính là cái người tu chân chánh và nói đúng cái chân lý thì mình mới lắng nghe được. Chứ không phải mình nói cái gì mình cũng lắng nghe hết thì sao được. Cho nên đạo Phật nó có một cái thời gian co cụm gần 400-500 năm như vậy đó quý vị. Thì có cái việc mà các cái nhà sư làm như vậy đó. Thì Đức Thầy hôm nay nói là nói ở cái khoảng thời gian đó, chứ không phải là nói hết cho không gian. Thì có cái gì đâu, bây giờ mình chia sẻ thì mình cũng cứ nói thẳng vậy, cái lịch sử nó là như vậy thôi. Cho nên là tôi với quý vị đó có nhiều khi có cái quan điểm đồng mà có những cái nó không đồng. Đức Thầy nói như vậy rồi giờ người ta đọc, người ta hỏi mình không chịu nghiên cứu kỹ càng rồi người ta nói, rồi người ta càng phê phán, người ta càng chỉ trích thầy tổ mình nữa thì sao? Cho nên là mình phải tìm hiểu cho cặn kẽ rồi mình nói, mình không có ngại. Tôi nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Bây giờ quý vị nếu mà không tin cứ lật lịch sử lại coi có không. Lịch sử là có, đạo Phật đã chấn hưng là 80 mấy năm nay rồi, cứ 2 năm họp một lần đó, gọi là chấn hưng đạo Phật đó. Kinh điển lúc đó là sai lạc hết trơn rồi các người ta mới hội cái đại hội Phật giáo thế giới đó, để các cái nước nào mà có còn lưu trữ kinh điển đó mới đem ra để mà người ta so sánh, người ta đối chiếu cái gì cần giữ lại, cái gì cần loại đi. Thì cái đó là lịch sử đạo Phật có như vậy rồi, 80 mấy năm rồi chứ đâu phải không có đâu. Đức Thầy dân sắc lệnh Đức Phật Tổ xuống đây chấn hưng đạo Phật, đồng thời trong đạo Phật cũng có cái sự chấn hưng đó, quý vị thấy không? Đâu có gì đâu. Cho nên là ở đây Đức Thầy nói rõ lắm. Tại vì cái người mà tu mà còn ham chay to đám bự, tức là lập chay đàn, rồi để mình nói là mình lo lót dưới cõi âm phủ, lo lót về cực lạc cho cái linh hồn đó không có tội mà được đi về cõi cực lạc nữa, thì thử hỏi nó có sai với chân lý không? Là nói như vậy là sai với chân lý rồi. Thì đây Đức Thầy nói để chỉ dạy cho cái người đã làm sai cái chân lý vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên là khi mình chia sẻ đó, mình phải chia sẻ cho nó cặn kẽ và đồng thời mình phải nói cái lịch sử. Chứ còn bây giờ mình nói tắt ngang như vậy đó mà mình không có nói có đầu có đuôi thì dễ bị người ta hiểu lầm. Cho nên Đức Thầy nói lời ta nói có ngàn lắm nhỉ, nói có ngàn, có lịch sử đàng hoàng chứ có gì đâu. Thì hồi đó là như thế đó, một cái khoảng thời gian dài mấy trăm năm rồi người ta làm như vậy đó. Cho nên đạo Phật mới bị suy trầm, rồi mới có cái sự chấn hưng, mà chấn hưng cả thế giới chứ đâu phải chấn hưng có chỉ đất nước Việt Nam đâu. Cho nên thì mình chia sẻ là mình chỉ định nghĩa từ ngữ, rồi mình nói cái lý lẽ, mình nói cái lịch sử thôi. Còn nếu mà mười đẹp nói như thế thì thôi, thì đừng có đưa những cái câu này lên. Đưa lên thì phải chia sẻ chứ sao, đưa lên chia sẻ thì phải nói sự thật, không né tránh gì hết. Nói thật, tôi thì tôi chia sẻ, tôi không có né tránh gì đó. Mà càng nói không né tránh thì người ta mới không càng hiểu lầm. Chứ còn quý vị nói là mình né tránh để cho người ta đừng hiểu lầm là sai rồi. Tôi theo tôi nghĩ như vậy đó. Không phải tôi có cái tâm hơn thua gì,
Nhưng mà tại sao, do đâu mà Đức Thầy nói cái điều này? Phật mà đâu có còn nhân nhã nữa, phải không? Phật đâu có còn nói cái chuyện mà hơn thua nữa. Nhưng mà tại sao Đức Thầy nói cái này? Mình là cái người đi truyền bá Phật Pháp thì mình phải nghiên cứu cặn kẽ để mà mình giải thích, để cho người ta đừng hiểu lầm. Chứ còn quý vị nói thì thôi, để cho thầy nói vậy người ta không ghét, nhưng mà mình nói thì người ta ghét. Thì thôi vậy tốt hơn đừng nói. Theo tôi là vậy ha. Theo tôi là vậy. Còn mình nói thì mình phải tìm đúng cái nguyên nhân. Mình phải có cái căn cứ đàng hoàng, có lịch sử đàng hoàng. Đạo Phật là như thế đó, có một cái thời gian suy trầm như vậy đó, và có những cái người làm sai lạc với cái chân lý như thế đó. Cho nên Đức Thầy mới nói những cái câu này. Để chi? Để chấn hưng lại Đạo Phật. Mà Đức Thầy, mình tin Đức Thầy là Phật, là dạy cho những người xuất gia và tại gia, chứ đâu phải chỉ dạy riêng cho người tại gia đâu. Nhưng người ta nghe không nghe, đó là cái chuyện của người ta. Còn thầy mình nói thì mình chia sẻ thì mình phải nói cặn kẽ à. Đúng, tôi nói cái ý của Đức Thầy là vậy đó. Đức Thầy thương chúng sanh mà mới nói cái câu này. Làm sai Đức Thầy mới chấn hưng, mới chỉ dạy để cho trở lại con đường lành, con đường thiện, làm đúng chân lý. Chứ Đức Thầy đâu có ghét ai đâu mà chỉ trích mà gièm pha. Còn mình không nói thì người ta càng hiểu lầm hơn nữa. Tại sao ông này ông là Phật rồi mà tại sao ông nói cái câu này? Mình phải nói luôn cái lịch sử. Chứ mình muốn chia sẻ cái này mình phải nói cái lịch sử. Cái lịch sử nhà Phật nó có một cái giai đoạn thăng trầm như vậy đó. Và lúc đó người ta không có còn cái những cái người lãnh đạo của đất nước thời bây giờ, người ta không có sùng đạo Phật, chỉ sùng đạo Nho thôi. Cho nên đạo Phật bị co cụm hết trơn rồi. Và kinh điển thì đã bị người ta tịch thu hết rồi, người Tàu tịch thu đem về bên đó hết rồi. Cho nên là người ta tu theo cái lối nó không đúng với cái chân lý. Cái đạo Phật đâu có dạy cái chuyện đó. Cho nên vì thế tôi nói rằng là nếu mà quý vị nói Đức Thầy nói thì người ta không ghét thì thôi quý vị cứ để yên vậy, đừng có đưa lên. Mà đưa lên thì phải chia sẻ, mà chia sẻ thì mong rằng quý vị phải nghiên cứu cặn kẽ trước khi chia sẻ. Chứ mình đừng có mang cái tâm là để xuyên tạc ai hết trơn. Thì cũng phải có chứ, cũng có người tu chân chánh chứ. Nhưng mà người tu chân chánh, bây giờ tôi xin nói với Mười Đẹp một cái câu như thế này nè. Nhìn cái người đó đó, biết cái người đó chân chánh hay không. Bây giờ cái vị sư đó bây giờ ở chùa, tôi nói thẳng à. Cái chùa là tượng trưng cho cõi Phật ở tại thế gian. Mà cõi Phật thì hoàn toàn trang nghiêm thanh tịnh. Cái chùa cũng phải trang nghiêm thanh tịnh. Cái chùa nào còn xinh xăm, bói quẻ, coi ngày xấu tốt, còn cúng sao cúng hạn, thì còn đốt giấy tiền vàng mã, thì làm sai với chân lý đạo Phật. Bởi vì mình tin cái chân lý đó, tức là cái nhân quả. Cái đạo Phật là cái căn bản của nó là nhân quả. Mình cái nhân toàn thiện thì quả toàn thiện. Chứ không phải là mình coi cái ngày xấu tốt thì nó thì như vậy đó. Nếu mà đúng như cái sự xấu tốt đó mà đúng thì cái luật nhân quả không có còn xài được nữa. Ví dụ vậy. Rồi mình cúng cái sao đó để cho cái sao đó độ mình, thì nói như vậy luật nhân quả không còn xài nữa. Lý do là sao? Tôi cứ làm tội hoài, tôi chỉ cần tôi cúng vậy là hết, phải không? Thì như vậy thì cái nào mà cái người nào mà muốn nói cái vị nào tu chân chánh thì cái này phải dọn dẹp hết trơn thì mới gọi là chân chánh được. Còn cái những cái này thì chưa chân chánh được. Rõ ràng là như vậy thôi. Tôi thì tôi nói thẳng như vậy đó. Thì bây giờ mong rằng Mười Đẹp cũng thông cảm nha. Cái đạo Phật thì phải tin theo và chân lý, phải tin theo cái nhân quả à. Mình cứ mình nghĩ là mình làm đúng thì mình sẽ hưởng được cái quả tốt mà. Còn mình làm sai thì không ai cứu mình được đâu. Mình lo lót mấy cái vị đó rồi mà quý vị đó để độ cho mình để hết tội thì cái đó là sai với cái chân lý đạo Phật rồi. Kính thưa toàn thể chư vị đạo, bây giờ đã hết giờ rồi ha, tôi chỉ xin góp một cái ý nhỏ vậy thôi. Thì bây giờ nói thì cái đạo mà nếu mà Đức Thầy chấn hưng mà Đức Thầy không nói thẳng thì biết đâu mà dân sửa, không biết đâu cái dân biết làm sao mà sửa. Mà đạo Phật thì phải nói theo cái nhân quả, phải nói theo cái chân lý, không nói cái gì khác được. Rồi bây giờ xin trả mic lại cho Phú Lâm ha.